vậy con? Mẹ ra đây nhìn con thương ba hả? Ồ, thương ba cũng khoe nữa. Thương sao đâu? Trời ơi, kêu mẹ ra đây để coi thương ba. Trời, trời ơi. Con thương mẹ đi. Thương mẹ sao? Uống sữa sao thương mẹ sao? Thương ba. Uống sao thương nữa? Thương ba nhớ nhớ nhiều. Thương ba nhớ nhớ nhiều luôn. Rồi, xong rồi đó thương mẹ đi. Thương mẹ nhớ nhớ. Con muốn mẹ ngắm khương. Ngắm con làm gì? Chúc mẹ ngắm khương. Sao con thích mẹ ngắm con? Mẹ ngắm không kể mẹ chiên khương. Thương con để làm gì? Kể mẹ thi thật nuôi con. Đi ra rồi không à? Để mẹ đi làm nuôi con. Rồi thương con. Rồi đi đánh răng nha. No. Đi đánh răng, ba vô ngủ với con kìa. Cái đó con bỏ bi chơi được á kìa. Tao con lại con bỏ bi lớn kìa, bi lớn kìa, bi lớn chơi được á. Đây bi lớn. À bỏ xuống. Bỏ xuống đây. Hả? Hả? Ôi giết. Vậy lẹ quá. Rồi bỏ banh đi, con bỏ banh cho mẹ coi coi. Hai con mắt nó nhảy lên nè. Gì sao trông nhỏ nhỏ quá vậy? Ngày nào mẹ cũng lập đồ chơi mua. Không ai sướng như con nữa đó. Đồ chơi quá trời luôn nè. Xếp đi. Con tự ngồi xếp được không? Tự ngồi xếp đi. Nè nè. Mấy cái trái banh hay mấy trái bi con phải sắp lại nghe chưa? Mấy là mất hết á. Mua nữa. Nhà con được chơi. Chúc về đó, chúc về ba xếp cho con nha. Chúc ba xếp cho con nha. Đó, đồ chơi quá trời luôn. Mẹ mới mua cho nó nè. Rồi chơi gắn bi. Rồi chơi gắn bi đâu? Chỉ mẹ coi em. Rồi chơi gắn bi của con đâu? Đó. Xin nghe mẹ. Nhìn nghe mẹ. Ôi. Con đứng mạnh vậy. Ố. Vui không? Ai mua cho con? Ai mua cho con? Hả? Mẹ. Mẹ mua ở đâu? Con biết mẹ mua internet, mua ở đâu? Amazon. Amazon rồi này hết. Trời ơi, trốn mẹ chạy vô toilet, tự nhìn kiến, tự lấy gì, lấy cái cây chải đầu. Làm gì vậy? Con làm gì á? Con làm gì? Nói mẹ nghe coi. Hả? Xấu trai chứ mồm. Ai xấu trai hả? Ai ai không có phá đồ ba, không có phá đồ nghe chưa, ăn đòn nghe chưa, mặt lém cho nó kìa, mặt lém cho nó hả? Bà có thui đồ, tối thui rồi, nó cản không cho bà đi đó. Bà không được khi ra có đồ. Bà tối bà lên xe bà chạy. Bà không được đi đâu hết đó. Rồi sao nữa? Bà lên xe bà chạy. Bà lên xe bà chạy kìa. Chịu không? Bà bên kia có mẹ nghe. Xe của dì Phượng. Nói vậy mà Hùng là nó không thấy giống nó không sao. Nhìn sao nó không thấy giống nó. Thôi rồi bà không được chi ra khóc rồi. Trời ơi, tối thui bà không được đi đâu hết đó. Bà lên xe rồi bà chạy. Nó vô nói dì Phượng kìa. Nó không cho dì Phượng đi luôn kìa. Sao? Bà không được chi ra
bị lắm sự chi ra khờ. Má bà gì Phượng anh Bì không được đi đâu hết. Bà cao này mà còn lạnh mà mượn nó bữa. Con nói gì ra? Con có một ý tưởng hả? Trời ơi, con có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Ý tưởng gì đó? Ý tưởng xe bự lên hả? Con làm gì? Sửa xe giống ba hả? Sửa xe sao là dài. Để coi con sửa xe nha. Ủa ba sửa xe vậy hả? Xe bị hư gì vậy? Xe bị hư gì? Không biết mở hả? Cái ghế hả? Này, sửa sao đâu? Chỉ mẹ phải sửa chỗ nào nhé. Rồi, sửa đi, sửa xong nói mẹ. Kìa. Cũng làm động tác sửa xe đi. Xe lớn của con đâu rồi? Hả?